Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu cho các bạn một lô đất có cái tổng diện tích là 1 ha 6 nhé, trong sổ nhé, và đất là 2 ha, và trên đất thì có 1.500 cây cà phê tơ dạng như thế này các bạn nhé. Cà phê này thì cũng mới trồng đến bây giờ là khoảng 5 tuổi các bạn nhé. Và trên đất của chúng ta thì có 100 cây sầu riêng. Đấy, 100 cây sầu riêng dạng như thế này, cũng có loại như thế này và có loại nhỏ hơn. Đấy, thì năm vừa rồi chủ nhà cũng đã có một số cây cho thu rồi. Và đất chúng ta là đất đỏ 3 gian, điện nước đầy đủ nhé. Chúng ta đất đây thì vừa tưới giếng vừa tưới suối, có hai nguồn nước, chúng ta có thể tưới suối và chúng ta có thể tưới giếng. Đấy, tùy theo ý của chúng ta. Và từ đây thì chúng ta về tới trung tâm xã, về tới trung tâm xã nhé, trường học, chợ, rồi là ủy ban, rơi vào khoảng 300 m, và chúng ta ra đường liên xã rơi vào khoảng 200 m nhé. Đây là một cái nô đất gần chợ, gần trường học, gần ủy ban. Đấy, và đất của chúng ta là thoải nhẹ nhé, đất đỏ 3 gian. Và trên đất thì có cả bơ này. Đấy, có cả bơ, cà, sầu riêng và có cả nhà đấy các bạn nhé, có cả nhà nữa. Đây cà phê đây. Cà phê tơ. Và trên đất của chúng ta thì có một căn nhà. Tí nữa mình sẽ nên mình quay căn nhà cho các bạn. Đây, thế đất là chúng ta cứ đi từ đây là chúng ta sẽ đi xuống suối nhá. Nó sẽ thoải xuống suối. Nô đất này thì nó gần trường học, gần ủy ban, gần chợ, thì chúng ta có thể đến đây chúng ta mua, chúng ta định cư, chúng ta ở, chúng ta làm, và chúng ta đi ra chợ, ủy ban nó cũng rất là gần nhé các bạn nhé. Rất gần luôn, nằm ngay khu dân cư luôn. Đấy, cà đây. Đây, xuống đây thì cà nó sẽ đều hơn. Vừa nãy chị mình quay trên kia thì cây cà nó không được to bằng ở dưới này nhé. Ở đây dưới này thì cà nó sẽ to hơn và đều cây hơn. Đây. Rồi, cả đây. Này, cây này thì cũng được này. Cây này là trồng sau này, cây này trồng sau như là xanh lùn sao ấy, quả nó rất sai trái luôn. Và từ đây thì chúng ta về tới trung tâm huyện Chư Sê nhé. Trung tâm huyện Chư Sê thì rơi vào khoảng 14 km nhé. Đây, 14 km. Đây, sầu như thế này là cũng sầu, cũng kinh doanh nhé. Đấy, dạng này kinh doanh cũng 1-2 năm rồi này, cây cũng to đùng rồi này. Đấy, chúng ta mà mua cái miếng đất mà nó có vừa có cà phê vừa có sầu như thế này á, nó cực kỳ giá trị luôn, cực kỳ giá trị. Nô này diện tích 2 ha, mình có đi chỉ quay sơn được cho các bạn và mình giới thiệu cho các bạn thôi nhé. Còn nó dài lắm, nó rộng lắm, cho nên mình không thể để nào mà quay hết được. Lô đất này tại huyện Chư Sê nhé, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần đường liên xã.